Xin chào tất cả quý vị khán giả, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Phương Văn Official. Mến chúc tất cả quý vị khán giả một ngày mới tràn đầy yêu thương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để luôn cập nhật những video hữu ích. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Mời tất cả quý vị khán giả cập nhật về phần tin tức Sài Gòn hủ tiếu gõ được nhượng quyền không đồng. Trong thời gian vừa qua, quý vị cũng biết là quán Sài Gòn hủ tiếu gõ rất là nổi tiếng ở Sài Gòn. Thì hôm nay lý do nào mà đã nhượng lại không đồng? Xin mời tất cả quý vị khán giả theo dõi chi tiết. Chúng ta được biết là thương hiệu Sài Gòn hủ tiếu gõ với mong muốn lan truyền rộng khắp đất nước, không chỉ phục vụ cho thực khách trong nước mà còn hướng tới khách quốc tế. Vào cuối năm 2020, công ty trách nhiệm hữu hạn Sài Gòn hủ tiếu gõ mở hệ thống hủ tiếu gõ tại thành phố Hồ Chí Minh. Đến thời điểm này, chuỗi nhà hàng Sài Gòn hủ tiếu gõ đã có mặt khu vực miền Trung, miền Bắc. Chuỗi nhà hàng Sài Gòn hủ tiếu gõ được thiết kế theo phong cách hàng quán hủ tiếu bình dân ngày xưa, với bàn ghế gỗ, chén xanh, đũa tre, chai lọ nước mắm, thủy tinh. Qua đó, thực khách hồi tưởng ký ức về tô hủ tiếu bình dân nóng hổi, gắn liền với tiếng gõ rao hàng đêm trong ngõ khuya một thời cũ xưa. Đây là ý tưởng của những bạn trẻ hình thành từ những chuyến tình nguyện hỗ trợ người nghèo trong đại dịch Covid-19. Đó là anh Nguyễn Thành Tâm, Lê Cảnh Thịnh, Lê Nguyễn Viễn An và Phạm Võ Huy Hoàng cùng chung khát vọng phục hồi đúng phong vị của món ăn bình dân vang danh từ nửa thế kỷ trước. Họ góp phần thành lập công ty, quyết tâm xây dựng thương hiệu này. Sài Gòn hủ tiếu gõ ngoài phục vụ dựng lại hình ảnh xưa cũ của chiếc xe hủ tiếu lề đường còn được cải biên nhiều yếu tố để phù hợp với xã hội, với tiêu chí ngon, rẻ, an toàn vệ sinh thực phẩm. Ông Lê Cảnh Thịnh, đại diện cho công ty, cho biết gia đình có hàng chục năm kinh nghiệm kinh doanh về hủ tiếu nên tự tin xây dựng thương hiệu này. Hiện tại, các quán hủ tiếu đã có mức lãi khoảng 20%. Cũng theo anh Thịnh, thủ tục thuê mặt bằng trong sân bay Tân Sơn Nhất đã hoàn tất. Sau Tết, công ty sẽ mở quán tại đây để nhiều người biết đến hủ tiếu gõ, trong đó có cả Việt Kiều và khách quốc tế. Giai đoạn đầu, công ty chấp nhận lỗ mỗi tháng 150 triệu đồng để phát triển thương hiệu. Ông cũng cho biết thêm, đến thời điểm này, chúng tôi đã nhượng quyền thành công vài đối tác ở khu vực miền Trung. Nhượng quyền cho đối tác vào thời điểm này hoàn toàn không tính phí, nhằm mục đích mở rộng hệ thống cũng như nhận thương hiệu, đó là anh Thịnh chia sẻ. Cũng theo ông, những đối tác được nhượng quyền còn được công ty cử người để hỗ trợ về quản lý, chế biến cho đến khi thuần thục. Đó là giai đoạn đầu để thương hiệu tiếp cận với khách hàng. Về lâu dài, khi chuỗi lớn mạnh sẽ tính đến việc huy động vốn cũng như là bán cổ phần ra cho công chúng. Chúng tôi quyết tâm xây dựng, khôi phục lại hủ tiếu gõ ngày xưa cũng như là mang lại truyền thống mà chúng ta hay nhớ về ngày xưa. Và chúng ta cũng nhớ lại ngày xưa có những cậu bé đi gõ từ khắp ngõ hẻm để bán được tô hủ tiếu. Thì ngày hôm nay công ty chúng tôi cũng muốn xây dựng lại hình ảnh đó để cho bà con biết đến và không quên hủ tiếu gõ ngày xưa. Khi chúng ta nhắc đến những cái quán ăn trong dịp Tết thì có những nơi quán phục vụ xuyên Tết, có nơi thì phụ thu, có nơi thì giảm giá. Trong những ngày Tết, nhiều quán xá tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn không nghỉ mà phục vụ xuyên Tết, bởi đây là dịp hốt bạc đầu năm. Trước đây, ít có ai quan tâm tới việc mở quán vào dịp Tết. Người dân đi chơi Tết thường rơi vào cảnh bị chặt chém. Nay nhiều cửa hàng tăng giá, thậm chí giảm giá để kích cầu. Còn lại một số cửa hàng thì phụ thu trên hóa đơn mua hàng, phổ biến là từ 10 đến 15% với lý do là trả lương nhân viên vào dịp Tết cao hơn ngày thường. Một số chủ cửa hàng cho biết Tết này có khoảng 2/3 cửa hàng mở cửa xuyên suốt, lượng khách ghi nhận khá đông, gấp 2 ngày thường. Cửa hàng có phụ thu 15% vì lương nhân viên ngày Tết cao gấp 3 lần ngày thường. Hai quán mới mở ở khu dân cư phục vụ khách đi chơi Tết và những người dân lân cận. Còn quán đóng cửa ở vị trí khu vực văn phòng mở cửa mấy ngày Tết vắng khách
Điều này rút kinh nghiệm từ Tết năm ngoái. Những chủ cửa hàng chia sẻ về vấn đề này khi mà họ quyết định mở cửa vào dịp Tết. Và một số chủ quán khác cũng đã chia sẻ, hai nhà hàng thì đã mở vào ngày mùng 5 Tết, phụ thu là 10% vì những ngày Tết phải trả lương cho nhân viên cao hơn. Nhìn chung, lượng khách ngày Tết đông hơn ngày thường, nhưng không bằng năm ngoái. Đó là một chủ quán đã chia sẻ về việc kinh doanh của họ trong ngày Tết. Trong khi đó, hệ thống hải sản Hoàng Gia bán xuyên suốt tới là ngày 9 đến ngày 10. Chi nhánh vẫn giữ nguyên tắc là chương trình khuyến mãi hải sản tươi sống, phí chế biến mang về như ngày thường. Tình hình bán ngày Tết khả quan hơn, doanh thu cao hơn gấp 2 lần ngày thường. Một số chủ quán chia sẻ sau khi cái Tết này thì họ có thể là rút kinh nghiệm trong những cái Tết lần trước. Ở dịp Tết thì bán cái giá tương đối là cao, có những nơi thì phụ thu thêm, còn có những nơi thì khuyến mãi khách hàng mua cho nên họ giảm, tùy theo cái số lượng hoặc là tùy theo cái kinh doanh của mỗi cửa hàng. Trước đây thì những người dân ở lại thành phố thường thì ít có đi ra quán, và đồng thời quán hầu như là đóng cửa vào dịp Tết. Vài năm gần đây thì chủ quán thấy có vẻ là cần phục vụ cho khách hàng. Khi những người ở lại thành phố họ muốn đi ra quán ăn nhưng mà không có nơi bán, thì ngày Tết người dân về quê, người ở lại ăn uống tại nhà chủ yếu nên các quán xá ở các vị trí không thuận lợi kinh doanh vào ngày Tết thì đóng cửa. Trong hình ảnh, những dãy quán nhậu trên đường Trường Sa ở thành phố Hồ Chí Minh cũng thông báo nghỉ Tết, và cũng có một số quán thì mở cửa đều đặn. Tuy nhiên, hầu như các quán ăn phục vụ ăn uống cà phê thì mở cửa có cái lượng khách đông hơn ngày thường. Đó là một số chủ quán chia sẻ và họ rút kinh nghiệm trong những năm trước. Khi mà vào dịp Tết thì hầu như các quán đóng cửa để bà con không có cái nơi mà muốn ăn uống hoặc là muốn đi uống cà phê thì rất là vắng vẻ và không có nơi. Sau nhiều năm thì những người mà chủ quán họ có chia sẻ kinh nghiệm là vào dịp Tết họ vẫn mở cửa xuyên suốt và họ có thông báo lịch hoạt động. Khi đó thì những người dân hoặc là những bạn trẻ ở thành phố muốn đi lại, muốn đi uống cà phê thì cái điều đó cũng thuận lợi cho họ ở lại thành phố mà không phải là buồn khi ở trong bốn bức tường trong phòng của mình, mà họ có sẽ đi ra ngoài tiếp xúc bạn bè và đi chơi đâu đó, cũng có nơi thức ăn, thức uống để phục vụ cho họ trong vào dịp Tết. Tuy nhiên gần đây thì cái việc phản ánh có một cái quán ở đường Phan Văn Trị ở Gò Vấp đã phản ánh một bạn trẻ đi uống cà phê nơi đó và phụ thu, thì trong quán chỉ là phụ thu thêm cái tiền phụ thu, ví dụ như phục vụ nhân viên vì trả lương cao trong dịp Tết. Nhưng ở đây cái quán này hết sức là đặc biệt là tiền thuế giá trị gia tăng, có nghĩa là thuế VAT 100%. Điều này thì sau khi chia sẻ lên cộng đồng mạng thì cộng đồng mạng và mọi người vô cùng bất bình. Sau đó chủ quán cũng đã giải thích do nhân viên là nhầm, đó là tiền phụ thu 100% chứ không phải là tiền thuế. Cái điều mà chúng ta thấy là nhiều cửa hàng cũng như nhiều chủ quán người ta chia sẻ rằng nếu như có thể phụ thu là 20-30% là tối đa, hoặc là có những nơi mà 80% thì phải thông báo cho khách hàng biết. Còn ở đây khi mà khách hàng đến uống nước và tính thuế như vậy, đưa ra các hóa đơn, thực sự là bị choáng váng. Ở đây là thuế VAT, ghi rõ ràng là thuế 100% vào dịp Tết, thì cái điều này bất hợp lý vì chúng ta đã biết là trong thuế có quy định phục vụ cửa hàng ăn uống thì thuế 0%, 5% và 10%. Nhưng ở đây chủ quán tăng tới 100% thì cái điều bất thường. Sau khi đưa lên cộng đồng mạng thì mọi người rất là bất bình, và có lẽ là chủ quán này cũng bị đổi tên trong hệ thống Google tìm kiếm. Trong năm nay thì hầu như nhiều chủ quán mới mở cửa xuyên suốt vào dịp Tết để phục vụ cho bà con ở lại thành phố Hồ Chí Minh. Cho nên những ngày qua thì hầu như các quán mở cửa đều đông hơn thường ngày. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã theo dõi phần tin tức. Xin kính chúc tất cả quý vị khán giả một ngày mới bình yên vui vẻ. Tạm biệt, hẹn gặp lại video sau.